Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Bá Thiên hôm nay xin kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái đề tài nóng bỏng để mà nói chuyện, đó là đề tài chai. Tiếng Việt gọi là chai. Và theo tin tức ở Hoa Kỳ, trong 2 ngày vừa qua đã nổ lên một vụ rất lớn và đã đăng lên báo chí, truyền thông, truyền hình, radio trong 2 ngày qua ầm ĩ suốt ngày đêm. Đó là vụ chạy điểm, chạy trường, một cái vụ scandal hối lộ lớn nhất trong lịch sử giáo dục của Hoa Kỳ, bao gồm có 50 người đã bị bắt và trên 200 nhân viên mật vụ FBI đã thẩm vấn trên 600 người và trong tương lai sẽ thẩm vấn rất nhiều người về đường dây chạy điểm, chạy trường, chạy xuất học đặc biệt ở các trường nổi tiếng của Hoa Kỳ. Và chúng ta sẽ lướt qua những bản tin đặc biệt đó như sau. Theo bản tin pháp luật và theo bản dịch của VN Express, bản tin triệt phá đường dây 25 triệu đô la chạy xuất vào các đại học danh giá Mỹ. 50 nghi phạm gồm những CEO, những nhà quản lý doanh nghiệp giàu có và những ngôi sao hàng đầu nước Mỹ đã bị bắt giữ phục vụ quá trình điều tra. Hãng tin ABC News đã đưa tin cảnh sát Mỹ vừa triệt phá đường dây chạy học vào các trường đại học hàng đầu nước Mỹ sau chiến dịch có tên là Varsity Blues. Công tố viên liên bang FBI xác nhận có 50 nghi phạm bao gồm các CEO, các ngôi sao nổi tiếng đã nhận hàng triệu đô la từ giới nhà giàu để lo lót cho con cái họ vào các trường đại học top đầu như Yale, Stanford, Georgetown hay Đại học Nam California. Và cảnh sát Mỹ đã nắm được thông tin này từ một người đàn ông nằm trong đường dây chạy đại học. Và 50 người ở 6 tiểu bang đã bị Bộ Tư pháp buộc tội vì tham gia vào một vụ bê bối tuyển sinh đại học lớn. Họ bao gồm các nữ diễn viên Hollywood, lãnh đạo doanh nghiệp, huấn luyện viên đại học danh giá. Và đường dây đã hoạt động từ 2011 cho đến nay mới bị triệt phá. Theo bản tin của VN Express, Mỹ phá đường dây của hội nhà giàu chuyên chạy vào đại học. Công tố viên đã buộc tội 50 người và gồm nhiều diễn viên nổi tiếng trong vụ gian lận hối lộ 25 triệu đô la đã giúp con cái họ vào các trường đại học lớn. Và William Rick Singer, 58 tuổi, cầm đầu đường dây đã bị buộc tội điều hành đường dây gian lận thông qua mạng lưới H College and Career và một công ty nữa là Key Worldwide Education. Khách hàng của Singer là những người giàu có như CEO, những người là chủ tịch các công ty chứng khoán, thương nhân bất động sản, nhà thiết kế thời trang. Đây là hình ảnh của Lori Loughlin và Felicity Huffman, hai nhân vật chính ở trong tòa. Đây là những người đã bị bắt, được giải giao ra tòa ngày 12 tháng 3 vừa qua. Lượt sơ qua bản tin kẻ cầm đầu đường dây chạy vào đại học danh giá ở Mỹ, tin VN Express, William Rick Singer, sáng lập viên của công ty dự bị đại học chìa khóa Key Worldwide Education, là người điều hành đường dây gian lận tuyển sinh lớn nhất nước Mỹ. Singer, 58 tuổi, đã nhận 25 triệu đô la từ hàng chục cá nhân, bao gồm hai nữ diễn viên nổi tiếng Felicity Huffman and Lori Loughlin trong suốt một thập niên qua. Được biết là bà Lori Loughlin là một diễn viên nổi tiếng của chương trình Full House. Và ông Singer đã dùng số tiền này để hối lộ các huấn luyện viên thể thao để họ làm những hồ sơ giả, giấy tờ giả và giả mạo chứng nhận những thành tích không có cho các học sinh để mà có hồ sơ nộp vào các trường đại học danh giá của Hoa Kỳ như Yale, Georgetown, Stanford, Nam California. Và ông Singer đã nhận tội và thừa nhận những cáo buộc gian lận, rửa tiền, cản trở công lý tại tòa án Boston ngày 12 tháng 3. Được biết là ông tốt nghiệp Đại học Trinity ở San Antonio, Texas, có bằng thạc sĩ tư vấn và
tiến sĩ quản lý tổ chức kinh doanh, tức là MBA. Ông Singer cũng là từng là huấn luyện viên thể thao trung học một thời gian trước khi thành lập công ty Ma, chuyên tư vấn đại học hoặc tuyển sinh đại học cho các giới nhà giàu năm 1992. Và sau đó ông đã bán công ty này với lý do là để điều hành doanh nghiệp. Và từ 2011 thì ông Singer đã bắt đầu lập ra đường dây móc nối với giới tuyển trạch hay những tuyển trạch viên của các đại học hàng đầu của Hoa Kỳ để mà có thể biết được những điều kiện, những tiêu chuẩn chấp nhận nhập học. Và từ đó ông đã bày binh bố trận và đã bán những cái suất nhập học này cho giới nhà giàu. Và được biết rằng đã có 50 người trong đường dây đã bị bắt. Và tin tức càng ngày càng lan rộng. Và một trong những tin tức cũng nóng bỏng không kém đó là con rể của ông Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, dường như đã chi ra 2 triệu rưỡi đô la để được nhập học vào Đại học Harvard. Hiện nay thì tin này được gọi là tin đồn và chưa có sự kiểm chứng từ phía ông Jared Kushner. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng qua cái sự kiện chấn động bê bối này thì chúng ta thấy là ở đâu nó cũng có cái tình trạng gọi là con ông cháu cha, tình trạng là có tiền mua tiên cũng được. Và trong cái đường dây này thì có một số là những nghiên cứu sinh, du học sinh và những thầy giáo người Tàu đã làm bài tập giùm, đã làm những đề án giùm, đã làm những cái bài giải giùm và tham gia rất tích cực. Chúng ta thấy là đúng là đa kim ngân phá luật lệ. Và đất nước Hoa Kỳ là một đất nước thuộc loại hàng văn minh nhất thế giới, nhưng mà vẫn có những trò hối lộ, hối mại quyền thế, những trò đi đêm, những trò gọi là tham nhũng, hối lộ, hối mại. Và hiện nay là đã gây ra sự phẫn nộ trong giới sinh viên. Rất nhiều sinh viên đã nổi giận và có một vài vụ kiện đã được đệ đơn. Vì họ cho rằng với thành tích học tập của họ, lẽ ra họ đã nhận được suất học, nhưng đã bị gạt ra bởi chính sách của các trường đại học là xét theo kiểu con ông cháu cha. Thì trong cái đường dây của ông Singer này thì ông lập ra những cái người gọi là tư vấn viên, tức là full time counselor, để ông nhằm hợp pháp hóa những cái khoản tiền nhận hối lộ khổng lồ, 500.000 có khi cả triệu đô la, để mà lấy một cái suất học ở các trường đại học danh giá. Thì những cái người counselor này thực chất là những nhân viên môi giới của ông Singer, tìm mọi cách để mà xâm nhập liên lạc với những người làm trong các trường đại học lớn và móc nối. Từ đó ông mới nhét hồ sơ của những sinh viên mà thuộc loại con ông cháu cha được trả tiền qua công ty tư vấn của ông. Đúng ra thì việc này nó cũng gọi là không đến nỗi gọi là phạm luật lắm, nếu mà là những cái trường đại học tư. Những trường đại học tư ở Hoa Kỳ đó thì do tư nhân nó thành lập, cho nên cái sự mà gọi là thu nhận học trò đó nó có phần thiên vị về vấn đề tài chánh. Những gia đình giàu có, những gia đình có tài chánh tiềm lực, có đóng góp nhiều trong những cái quỹ từ thiện của trường, hay là thậm chí là những cái quỹ xây dựng đóng góp cho trường, hay thậm chí họ có thể là những sáng lập viên của những trường đại học đó, thì họ có những cái quyền lợi đặc biệt, là chẳng hạn như những cái thư giới thiệu từ chính họ đó, thì sinh viên, những cái người sinh viên mà được giới thiệu có thể được tuyển thẳng vào đại học. Họ đặt ra những cái quyền lợi của những người donor, những người mà tặng tiền, ví dụ tặng 10 triệu đô la thì sẽ được cái giới thiệu bao nhiêu đứa sinh viên như vậy.
Nhưng mà cái đó là một cái ý tốt. Nhưng mà cái ý xấu là có thể lấy những cái suất đại học đó đem đi bán cho những anh nhà giàu khác. Chẳng hạn như là ông nhà giàu ở Boston, ông có được 2 suất học bổng vào trường đại học ở Boston. Nhưng mà năm đó không có con cháu nào của ổng hay bạn bè nó học trường đó, cho nên ổng có thể ổng đem cái 2 cái suất đó ổng bán qua một cái công ty tư vấn về du học sinh, tư vấn về sinh viên nhập học. Rồi từ đó những cái công ty này nó mới rao bán cho những giới nhà giàu. Đó, thì giới nhà giàu họ bỏ tiền qua một cái hình thức gọi là từ thiện cho trường. Rồi từ đó làm hồ sơ ma, giấy tờ giả, chẳng hạn như thành tích cùi, những cái thành tích mà thi đấu thể thao cùi không ai biết, bỏ vào hồ sơ để chứng tỏ rằng những sinh viên này có những cái năng lực đặc biệt. Và từ đó họ thông đồng với những người tuyển trạch viên trong trường, do có những cái lời giới thiệu, những cái lá thư giới thiệu cầm tay, thì nó qua mặt được cái hệ thống gọi là tuyển trạch viên theo tiêu chuẩn điểm, theo những tiêu chuẩn khác. Còn những trường công đó, thì nó bị áp lực và nó bị theo khuôn khổ của chính quyền, thì nó điều hành hơi khác so với trường tư nhân. Trường công đó, thì nó phân bổ theo ngân khoản, theo budget, theo tài khoản của tài chánh của tiểu bang, của liên bang và của những cái công ty hoặc những cái thành phố. Ví dụ như có những công ty tài trợ thì họ muốn đào tạo một số sinh viên đặc biệt cho những ngành của họ, thì họ tài trợ, thì những cái trường đó họ có thể là họ du di, họ có những cái tiêu chuẩn nó khác biệt, có thể nhận thẳng những cái sinh viên được những công ty hay những cái tổ hợp nó giới thiệu. Nhưng mà nó chỉ giới hạn ở một vài chục phần trăm nào đó, ví dụ như 20% sinh viên trong cái năm đó là có những cái tiêu chuẩn đặc biệt đó, 10%, 20% là cái diện nghèo khổ, chẳng hạn như là diện thu nhập thấp, 20% là người Á Châu, 20% là những người tàn tật, 20% là những người phụ nữ. Họ chia ra những cái phần trăm trong tổng số sinh viên, thì đó là cái cách điều hành theo cái tiểu bang. Thí dụ như tiểu bang nó cần về ngành gì đó thì nó ưu tiên cho những cái sinh viên đi vào ngành đó, thì nó dễ dãi, nó có thể là nó nhận đơn mà nó không cần phỏng vấn, nó không cần những thành tích đặc biệt. Nhưng mà có những cái ngành mà chúng ta biết là thơm ngon đó, nó hái ra tiền, thì nó sẽ có sự giành giật. Mà khi có sự giành giật thì nó có chạy trọt. Như cái chủ đề hôm nay chúng ta nói là vấn đề chạy. Chạy đây là chạy trọt, chạy điểm, chạy suất học, đủ kiểu chạy trọt đó. Thì ra là nó đâm ra là nó gọi là thiếu công bằng. Chúng ta thấy là có một số anh nhà giàu dùng cái chiêu gọi là đa kim ngân phá luật lệ, thì nó gây ra sự phẫn nộ trong công chúng ở Hoa Kỳ này. Thì chúng ta sẽ biết rằng ở đâu cũng vậy thôi, có tiền thì mua tiền cũng được. Có những cái trường hợp là tiền nó giải quyết được vấn đề, không tiền thì ở Mỹ này thì đi trường khác. Ví dụ như có những trường nó quá học phí nó quá đắt đỏ, chẳng hạn như trên Boston, trên New York hay những trường danh giá đó, thì học sinh nếu mà cha mẹ không có tiền thì đi vào những cái trường bình thường thôi. Cũng ra bằng cử nhân, cũng ra kỹ sư, cũng ra tiến sĩ, cũng ra thạc sĩ đầy hết. Nhưng mà báo chí Hoa Kỳ họ thấy cái sự lem nhem, cái sự gọi là mua bằng bán bằng, cái sự là những người làm trong ngành giáo dục nhưng mà giống như là kinh doanh, giống như là ma nốt, kiểu mà ma giáo ma nốt, thành ra là họ mới khui ra và họ tố cáo lên các cơ quan công quyền như FBI chẳng hạn như vậy. Và cái vụ này thì nó nổ lớn lắm, báo chí đang rầm rĩ, mở radio nghe suốt ngày,
TV cũng suốt ngày ở vùng Latin đốn này, chắc là ở nhiều nơi trên nước Mỹ cũng có. Thì chúng tôi cũng nói sơ về vấn đề chạy điểm, chạy đồ. Thì nói thật ra thì từ bao đời nay Việt Nam mình cũng có, thời xưa cũng có chạy trường, chạy này chạy kia, chạy để trốn quân dịch, chạy để vào chỗ thơm ngon. Nói chung là Việt Nam có gì thì thế giới có đó, mà thế giới có gì thì Hoa Kỳ cũng có. Cho nên là cũng không ai trách ai được hết. Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên hôm nay tạm chấm dứt ngay đây. Xin trân trọng cảm ơn và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.